Xong cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Còn em? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in, bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Thế vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện, mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Khiếp, nói khuya luôn ấy. Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên ấy mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc truyện cho nghe quá, đọc truyện 1001 đêm đó, đúng không? Đó. Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng một tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Anh ấy có nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh ấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc ấy cảm giác em sao? Em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương đến mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mơ. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu. Tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi. Không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này. Cô dì, chú bác của em thì đều biết hết anh ấy. Vì là cũng gần tuổi ấy ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhá. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh ấy bảo chứ, thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho. Em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi, đến sáng ấy thôi. Được khoảng 20-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe, anh ấy đi về. Chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. Anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu. Thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm đấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm chứ không phải là nguyên hai vợ chồng, nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Bắn lẻ đi đâu? Kể xem. Hôm đấy là lần đầu tiên ạ. Tức là em được có cơ hội gần gũi vợ em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi, trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra
khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Xong cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Lúc đó em mới sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng 1 tuần sau là dặm ngõ, 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là trưởng ngoài ạ. Thật có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có. Tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa. Không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ. Hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị trưởng ngoài. Mà lại phải... phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé Bí Ngô là chị thai ngoài luôn. Đó cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội, tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi á. Cái vòi của mình á, nó phải lành hẳn luôn, nó khỏe hẳn luôn. Đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Đúng, bác sĩ cũng có dặn là đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình. Đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó. Thôi giờ anh ưu tiên cho em trước đó. Trong một năm qua anh ấy có tật xấu, tật xấu gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ý ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật của mình ấy ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo. Em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt không? Này có râu là không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em rồi mà. Mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá, ra đường cái nó bắt mất thì sao? Rồi, còn tật xấu gì nữa nè? Rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa. Quần áo này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung thôi ạ. Tất ý ạ, anh ấy rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy. Thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Trời ơi. Còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn. Đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này, cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ. Mà còn chưa trả tiền luôn ý ạ. Trời ơi trời. Cũng rất là ham chơi. Chồng em thì nghiện game. Cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu như là ngủ lướng này. Còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá, nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán. Chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi đó. Uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi với mấy bạn con trai. Uống rượu luôn á hả? Chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi uống có rượu. Xỉn không? Xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hẳn mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi hôm đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp? Có hôm đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy ạ. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi ba đứa bên trong uống rượu xong. Hai ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra này. Mình phải chín chắn chút xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không?
Không. Tốt. Cái tật thì tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe. Đúng không? Cái vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em muốn thay, muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. À, hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ. Xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem ở trên TV. Ừ. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay. Cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau. Và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui, và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên khỏe mạnh đủ đầy, có trai có gái, hoàn hảo đến với gia đình luôn em đó. Thì quá tuyệt vời. Từ lúc cấp 3 cho đến khi về hưu là mang năm sinh là 1954 nhưng mà thực tế là 1955, bởi vì hôm mà ra xin cái bản sao giấy sinh được xã đấy là chữ năm ấy nó lại bậc khác, thế là cái ông ủy viên được ông bảo anh là 54 nhưng không phải 55, bây giờ anh về anh chữa thì 54 thì tôi đóng dấu. Thế là cả cái dòng kia là màu xanh nhưng mà cái chữ năm cuối cùng là tính của nó là mắc ép mình. Thế là chữa thì 54 sẽ vào đến học cấp ba của nó là 15, mấy 15. Thế đến đầu năm 9 là tôi gọi em bộ đội. Thế còn năm anh bạn cùng đi học cấp 3 là không gọi. Dạ. Thế, vậy là coi như là cái trên giấy tờ là 59 hay 55 ạ? À? 55. Giấy tờ là? Giấy tờ là 54. Giấy tờ là 54. Từ trước giờ là 54 nhưng mà thực tế là 55. À rồi. Và bất mùi mạng kim. Dạ rồi. 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 Thế sinh năm 55 này. Tôi học ở trường Đại học Hải Phòng, sau đó là vào làm giảng viên ở trường Đại học Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 cho đến 2014 thì về hưu. Thế thì có hai con trai, một con là sinh năm 84, một con nữa là sinh năm 89. Thế còn về cái chuyện riêng tư của tôi thì khi lúc 30 tuổi tôi lấy cô Nguyễn Thị Hằng này thì lúc đầu tôi nghĩ là lấy được vợ là mơ lắm rồi, sợ ấy. Nhưng mà sau từ lúc lấy cho đến lúc mà gần lúc về hưu là tôi cảm mãi lúc về hưu tôi mới hiểu tại sao mình vợ nó lại đối xử như thế, tức là nó như gần như là nó lừa mình. Và trong phong thủy người ta nói là tôi năm 55 và cô đã sinh năm 58, là cô là chó, tôi là dê, do đó vợ là khắc chồng là mình, nó luôn làm khó chồng, nó muốn chồng như là thằng bảo vệ trong gia đình, lấy chồng về nhưng mà muốn làm chồng, còn muốn chồng thì lại ghép vế với mình. Bao năm tôi sống tôi không nghĩ giải được, và gần lúc cuối cùng thì gặp cái thầy phong thủy Nguyễn Ngọc Thạch ấy, thì là quyền của thầy Nguyễn mình là bị vợ khắc chồng. Thế mà thế sau đó thì về hưu rồi thì tôi sống ly thân đến khoảng 3-4 năm ấy. Yeah. Sau đó 20/1/2021 năm ngoái tôi bắt đầu mới ly dị. Dạ, vậy là cũng bắt đầu cái gì mới đây thôi hả? Vâng, cái gì là khoảng hơn năm. Dạ rồi. Đấy, thế thì trong những cái năm đó thì tôi đã đi tìm vợ cho mình rồi, nhưng mà không khó lắm, không thể tìm được. Và nhưng mà trong những năm mà đi tìm vợ như vậy, đi tìm vợ như vậy thì là đã ly thân với cô vợ. Vâng, ly thân rồi. Vâng. À, bắt đầu ly thân rồi. Vâng, ly thân rồi, bắt đầu đi tìm khác. Vâng. Nhưng mà không thể tìm được. Và cuối cùng cách đây khoảng hơn năm thì có cô dạy tiếng Anh, cô nói là chú tôi gọi là như xem có ai giới thiệu cho các cô bây giờ anh chú ấy tham gia chương trình hẹn hò thằng Hiếu có
trong đến 5-6 cái chương trình hiện họ và tôi lưu trong USB của tôi và tôi rất lưu như USB luôn và lưu luôn nhất là cái cặp mà cô làm bác sĩ trong tập công mà yêu như anh kỹ sư ấy, một cái tình yêu rất là đẹp trong sáng. Tức là tôi rất hy vọng ở chương trình này để tìm được một cái người vợ mà hợp với mình để coi như làm lại cuộc đời. Còn cái cuộc cả cái cuộc tình trước đây của mình là yên trẻ chán trường là bây giờ là cô vợ với lại con cái kiểu là ở ngoài Bắc như thế nào ạ? Không, tất cả trong Sài Gòn hết. À, tất cả trong Sài Gòn thì con ca thì nó ở cái nhà nó. Thế còn con ca thứ hai thì lấy vợ rồi, có con cháu trai 6 tuổi ở riêng. Thế tôi thì ở một căn nhà riêng, căn cả trạm chia hết rồi. À, đã chia tài sản luôn rồi, chú có nhà riêng đúng không? Vâng, nhà riêng ở 94 Võ Văn Kiệt, phường Hải Long, Bình Thạnh. Nhưng mà rồi là trong những cái năm tháng mà chú sống cùng vợ như vậy thì là chú có chịu đựng thôi hả? Cứ chịu đựng thôi. Ví dụ như cô có cái sai, cô có sai thì tôi có cái cảm tính là hơi nói chung tính hơi dở là gì? Không như những nhiều người khác nói là ông dở thế, ông thế là tôi nhu nhược. Vào tay của chúng tôi là gặp một cái tình huống nào cô ấy xấu và cô ấy sai đấy thì là ấy luôn. Đúng rồi. Thế nhưng mà đấy tôi dở cái đấy, ít nói là tôi nó gọi là tính nhu nhược đấy. Chú có chịu đựng năm sống như thế. Ví dụ như cô có sai, tôi đã không nói nàng, tôi bảo tôi không thèm nói nữa, không thèm buông tay buông chân đến không thèm nói được cái mỏ đó. Để cô suy nghĩ, cô cũng nói lại không. Là trên cái này thì cô suy nghĩ làm sao để cô không phạm. Nhưng mà cứ lần sau lại một cái trai khác, nó cứ chồng chất này. Thế mà đến lúc về yêu của tôi là tôi rồi. Còn tình tiết nữa, khi ở Hải Phòng vào đây hai năm 2003 thì 2005 thì xây cái nhà tôi đang ở đấy. Thì xây được khoảng 3 năm cô mới đưa cháu trai